Hello, chào cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ làm hoành thánh ăn thôi cả nhà. Thì hôm nay mình có là 200g thịt vừa nạc vừa mỡ nè, là 200g thịt tôm, với lại một củ hành tím và ba tép tỏi, một quả trứng gà, với lại tiêu, muối, bột nêm, đường, mỗi thứ nửa muỗng cà phê. Còn bên đây là dầu hào với lại dầu mè, mỗi thứ một muỗng cà phê. Vậy thôi cả nhà, bây giờ mình sẽ đi chế biến nguyên liệu thôi. Mình sẽ xay hành tỏi trước nha cả nhà. Lấy một ít hành tỏi ra, lát nữa mình làm nước súp á, mình phi lên cho nó thơm. Để bỏ thịt vô. Thịt á thì mình chỉ cắt vừa vừa nhỏ nhỏ như vậy thôi nè cả nhà. Mình chỉ nhấn cái nút mà gọi là nước trộn á. Đó, cắt vài đường là như vậy là xong. Thì tôm cũng vậy luôn, chứ mình không có bấm cả cái xay giống như hành, tại vì á là mình nếu mà mình bấm cả cái nút xay á là nó xay nhuyễn dữ lắm. Rồi, bây giờ mình bỏ tôm, bỏ gia vị giờ hết vô luôn, trứng nữa, dầu và dầu hào mình cũng bỏ vô luôn, dầu mè và dầu hào luôn, mình cũng bấm nút trộn luôn. Rồi mình chỉ trộn mấy cái vậy là được rồi. Bỏ qua cái tô. Mình cũng trộn sơ lại á, cho nó đều gia vị á. Nói cái con tôm nó chỉ nhỏ nhỏ, cắt nhỏ chứ mình cũng không có cắt nhuyễn con tôm nữa. Xong rồi đó cả nhà. Đó. À, rất là thơm luôn cả nhà. Để vô trong tủ lạnh đó, khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ sau ha. Rồi mình sẽ đi gói nha. Bây giờ mình sẽ đi gói hoành thánh ăn thôi cả nhà ơi. Khoảng chừng một muỗng cà phê. À, thịt là được, chụm lại hết, nắn tròn tròn lại vậy thôi. À, dễ thương chưa? Đấy ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm qua một cái mà để lát nữa mình chiên giòn, tại là mình chiên giòn thì mình thích làm cho nó xòe xòe ra, đặng mình chiên lên nó giòn ngon, chứ mình không có chụm lại. Đó, mình cũng khoảng một muỗng cà phê thịt với tôm vô ở giữa như vậy. Đó, xong rồi cái mình gấp lại, xong rồi mình làm như vậy, cái kiểu mà giống bữa hôm mình làm há cảo vậy đó nha. Đó, nhưng mà mình làm xòe xòe giống như vậy nè cả nhà. Hồi lát mình chiên á, mấy cái này nè nó rất là giòn mình rất là thích luôn. Đó, đó là để mình để chiên nha. Chỉ làm hai kiểu vậy thôi cả nhà ơi, một kiểu tròn để mình luộc, còn một kiểu xòe để mình chiên, hai kiểu thôi. Gói được nhiêu đây cả nhà ơi? Đó, mình gói được một mớ lát nữa mình chiên nè, thì mình gói khoảng tầm 10 cái như vậy để mình bỏ vô súp thôi. Mình sẽ ăn hoành thánh mì nha cả nhà, mình đã luộc sẵn một mớ mì ở đây rồi. Bây giờ mình đi làm nước súp cả nhà ơi. Mình phi một ít hành lên nha. Sau đó mình bỏ nấm vô mình xào. Cà rốt cho luôn. Một tí xíu rồi cho nó sầu lại là được. Bây giờ mình sẽ bỏ hai lon súp gà vô. Mình chế thêm xíu nước nữa cho đủ hai tô. Mình nêm thêm một xíu đường, bột nêm và muối vô. Mỗi thứ một nửa muỗng cà phê thôi. Súp nãy giờ mình cứ để riu riu nãy giờ chắc cũng được 15 phút rồi đó. Cà rốt của mình cũng bắt đầu mềm rồi. Mình sẽ chế vô khoảng chừng một muỗng cà phê nước mắm cái nữa là xong. Nước súp đã xong. Thôi bây giờ mình đi chiên thôi cả nhà ơi. Đó, mình bỏ cái hành thánh vô mình chiên. Chiên giòn lên. Chiên được một mớ bên đây giòn ngon chưa cả nhà? Đó. Cẩn thận thôi là nó mau cháy vậy hết.
cái này là được rồi, gấp ra hồi để em trước nó làm cháy nè. Cái này được rồi nè, được nguyên một dĩa vàng ươm luôn, ngon chưa cả nhà? Giòn thiệt là giòn luôn. Hoành thánh đó mình luộc nhanh dữ lắm cả nhà ơi, bỏ vô khoảng chùm vài phút đó, nó nổi cái hoành thánh lên là nó chín à. Mình tắt bếp nha, hoành thánh của mình mà nó nổi lên như vậy là nó đã chín rồi, bây giờ mình múc ra thôi. Rồi, wow, miên tô hoành thánh ngon chưa cả nhà? Hành cà rốt đổ lên, nấm lên, hành phi, tiêu. Mình đã có một tô hoành thánh mì và một dĩa hoành thánh giòn. Mời cả nhà. Nó giòn dễ sợ luôn cả nhà ơi. Bên ngoài rất là lạnh luôn. Ê, trăng tí cho đẹp thôi cả nhà. Đây cắt ra, cho ra ăn cho dễ. Nóng mà ra ngoài đây nó cũng thành lạnh luôn cả nhà ơi. Đó, mời cả nhà. Ô, vẫn còn bốc khói, không sao hết. Ở bên trong á, nóng hổi luôn, ra tới đây á, nó lạnh nhanh ghê luôn cả nhà. Mời cả nhà. Bỏ cái tô gần tới mình nó dễ ăn hơn. Cắn vào ớt. Ngon quá. Nước súp nó rất là ngon luôn. Cả cái nấm á, với lại cà rốt á. Cà rốt này là cà rốt trái tim á cả nhà. Còn sót lại đúng 3 củ luôn. Ở trong ngăn mát tủ lạnh đó, lấy lục lục còn. Này là hoành thánh, để mình ăn thử miếng ha. Rất là thơm luôn cả nhà ơi. Đó. Rất là vừa luôn. Cả cái nhân bên trong nó thơm ngon mà nhà. Giấy nó bay. Kẹp lại mấy dưới đây thôi, giấy nó bay ra ngoài. Bây giờ là mình cảm thấy ăn hoành thánh ngon hơn mì luôn. Có gió, trời đã lạnh nó còn gió nữa cả nhà ơi. Không biết là video nó có ồn không. Lâu thiệt là lâu lắm rồi á, mình mới ăn hoành thánh lại ha. Chắc năm ngoái năm nay quá à, nhà ơi, lâu lắm rồi ha. Ăn cái giòn giòn này. Ô, con chim nó không bay đi chỗ khác mà nó lại ở đây ta. Nó xin ăn cả nhà ơi, cưng chưa. Con gọi là hummingbird đó cả nhà. Nó nhỏ nhỏ à, mà cái mũi nó dài, thật là dài luôn. Giống như là cái kim vậy đó. Nó nhỏ nhỏ giống như cái kim vậy đó cả nhà. Nó dài vậy lắm. Thank you.
cái con chi hồi nãy à nhà là nó ăn mật hoa. Thường thường mà mật hoa là giống như mật ong vậy à nhà, nó ngọt ngọt vậy đó. Xong rồi ông xã mình ảnh nấu nước đường cho nó hút á, nó lại trong cả cái đồ bên kia kìa. Nhưng mà mùa hè thì nó rất là nhiều luôn, mùa đông ít lắm. Đáng nhẹ là nó bay về chỗ ấm á, nhưng mà không hiểu sao á, năm nay nó ở lại với năm ngoái nó cũng ở lại quá chừng luôn, chắc phải trên 10 con á. Mình nghĩ chắc do ông xã mình cứ bỏ cái đồ ăn ra nên là nó lười, nó không đi chỗ khác nó ăn á. Mùa đông nó còn núp ở đây luôn, mà không hiểu sao là nó núp ở đâu á chứ, lạnh quá trời sao nó sống nổi không biết nữa. Ôi, nó hòa quyện lại ngon ghê luôn rồi nha. Trời không mưa là mình thích ra ngoài ngồi như vậy này mình ăn rồi nha. Vừa được ngắm cảnh ha, không khí trong lành lắm. Chỉ mỗi tội nó hơi lạnh thôi. Mùa hè mà trời không gió, toàn ở đây ngồi, thích lắm. Có phong cảnh đẹp rồi nó cũng thoải mái, rồi nghe tiếng chim hót líu lo nó cũng vui hơn rồi nhà ha. Và coi khói nó bốc cả. Hồi giờ này là cũng qua mồng rồi á, mà mình á ngày mai á là qua mồng mấy rồi ha. Mình đi làm cả nhà ơi, ở bên đây không có Tết gì hết trơn á, ai cũng lo đi làm thôi, có việc là mừng lắm rồi, có việc để có tiền để lo cho gia đình á là mừng dữ lắm rồi. Nên là cũng không có Tết gì hết trơn á nha. Đó nên là tới cuối tuần á thì mọi người tụ họp lại thì nhậu thôi, chứ còn mà thường thường chỉ trong gia đình thôi, chứ bây giờ á cũng còn nhiều dịch rất là nhà, nên là cũng không có ai tụ tập nữa. Đáng nhẹ năm ngoái mà giờ này á khoảng tầm mồng 3 mà bên mình á ha, là bạn của ông xã mình người Việt Nam á là rủ mình tới nhà nhậu chơi rồi, ăn Tết rồi. Nhưng mà năm nay à nha, năm nay do dịch á nên là không có tụ họp. Trời ơi buồn ghê, nhớ chị Trà. Nhớ gia đình chị Trà, nhớ gia đình anh Giang và các bạn của hai bạn của anh chị đó nữa. Trời ơi, vui gì đâu. Ai cũng rất là mến mình á, nên là mình rất là mong tới Tết á để được tới gặp anh chị. Nhưng mà chắc mọi người không có mời hai chồng mình đâu, sợ tụ họp nhiều á lây bệnh đó cả nhà. Nấm ngọt, hành chi nó ra cả cái nước nó ngọt dễ sợ luôn. Có miếng ớt vô ăn ngon nha. Cái áo mình đang mang á và chị chồng tặng cho mình, chị chồng mình nói là cái áo này là mẹ của ông xã mình á là hay mang cái áo này, rất là ấm luôn. Chị chồng nói là hả muốn tặng cái áo này cho mình. Nên là mình hay mang cái áo này lắm rồi nha, tại kỷ niệm của mẹ chồng mình á. Ở
ông xã nói mỗi lần em mang áo này là anh cứ tưởng tượng là mẹ đang ở đâu đó. Cay cay, cái nước súp ngon á. Wow, hôm nay mình ăn hết tô. Ăn xong rồi vô là làm cho ông sẽ ăn tô. Con trai thì nó ăn cơm, nó không chịu ăn này, nó nói hôm nay con ăn cơm. Giờ không nhìn đâu luôn á. Cả nhà đón Tết có vui không ạ nha? Mồng 3 Tết năm ngoái là mình đi làm á, mình lụm trứng gà vui rồi nha ha. Năm nay thì chị anh chị Jen không có đi đâu chơi hết nên là chắc năm nay không có lụm trứng gà rồi. Chỉ có lên phụ dọn dẹp rồi lau nhà rồi dọn dẹp cất đồ quét nhà rồi vậy thôi chứ còn mình không biết nữa. Công việc thì cũng giống như hồi xưa mình hay quay với cả nhà xem vậy đó. Đây là mình ăn hết tô luôn rồi nha, nó ngon á. Rồi bây giờ là mình đi vô, mình làm cho ông xã mình đây rồi nha. Ở ngoài đây lạnh quá, mình chịu hết nổi. Mới mười mấy phút mà cái tay mình nó còng hết, nó đỏ hết trơn rồi. Rồi tạm biệt cả nhà nha, chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ, ủng hộ Nhung Hà với nha cả nhà. Bye.